Trường Đại học Harvard phát triển thế hệ pin siêu nhỏ bằng máy in 3D. Tin khoa học, nhà khoa học Jennifer Lewis, người đứng đầu phòng thí nghiệm Lewis Lab của trường Đại học Harvard danh tiếng, đã phát triển thành công một loại mực thông minh mới cho phép các máy in 3D thông thường có thể in ra những viên pin siêu nhỏ với kích thước chỉ bằng sợi tóc con người. Để làm ra loại mực nói trên, Jennifer Lewis đã thêm các hạt nano lithium oxide và một lọ dung dịch bao gồm nước và ethylene glycol đã được khử ion. Hỗn hợp này đã được quay đều trong suốt 24 giờ bằng một máy quay ly tâm, giúp loại bỏ hoàn toàn các hạt phân tử lớn. Mực in thành phẩm sẽ được lưu trữ trong một ống tim với khả năng sử dụng cho cả máy in 3D truyền thống. Loại mực này có thể rắn ở điều kiện thường và hóa lỏng ở điều kiện áp suất cao. Người ta có thể sử dụng nó để in ra hai đầu cực của các viên pin siêu nhỏ, với độ chính xác tuyệt đối. Sau đó, phần thân pin chứa đầy điện phân sẽ được gắn vào hai đầu cực, tạo thành một viên pin hoàn chỉnh. Sử dụng công nghệ này, người ta có thể tạo ra những viên pin siêu nhỏ, giúp giảm thiểu kích thước của các thiết bị điện tử trong tương lai. Những viên pin nói trên có thể cung cấp năng lượng cho nhiều thiết bị y tế, cho tới các thông tin liên lạc, giải quyết bàn toán với những kích thước và dung lượng của các loại pin hiện có trên thị trường.